Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng và Ngoại trưởng Iraq tại thủ đô Baghdad, Ngoại trưởng Syria Walid Mualem cho rằng việc tham dự hội nghị Geneva là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng ở Syria vì chính người dân nước này sẽ tự quyết định cho tương lai của đất nước. Tôi đã thông báo với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki và chúng tôi đã nhất trí trên nguyên tắc là sẽ tham dự hội nghị quốc tế tổ chức tại Geneva vào tháng 6 tới. Tôi nghĩ rằng với thiện chí, hội nghị này sẽ là cơ hội tốt để tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Trong khi đó, thành viên chính của các nhóm đối lập tại Syria là Liên minh Dân tộc Syria ngày hôm qua cũng đã đồng ý về nguyên tắc tham dự hội nghị nói trên. Hội nghị quốc tế tại Geneva là sáng kiến của Nga và Mỹ nhằm tháo gỡ cuộc xung đột tại Syria. Tuy cả hai bên gồm chính phủ Syria và phe đối lập đã nhận lời tham dự hội nghị này, nhưng các nhà phân tích cho rằng kết quả đạt được sẽ không cao vì phe đối lập Syria vẫn giữ quan điểm là ông Assad phải ra đi. Trong khi đó, ông Assad từng nhấn mạnh không có lý do gì buộc ông phải ra đi như một kẻ thua cuộc.